Hãng hàng không 5 sao của Nhật Bản All Nippon Airways, gọi tắt là ANA, đã chính thức đưa siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner vào khai thác lần đầu tiên tại Việt Nam cho chặng bay Hà Nội-Tokyo-Haneda với tần suất đều đặn một chuyến một ngày. Đây được coi là một sự kiện đánh dấu sự phát triển hội nhập của hàng không Việt Nam. ANA là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đặt hàng sản xuất siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner và cũng là hãng hàng không đầu tiên khai thác siêu máy bay này tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều này cho thấy ANA thực sự coi trọng thị trường Việt Nam. Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay với thiết kế ưu việt và trang thiết bị tối tân. Trong đó, một trong những ưu điểm nổi bật là khoang máy bay được thiết kế rộng hơn 75cm so với Boeing 767, được chiếu sáng bởi hệ thống đèn LED nhiều màu, tạo không gian thoáng đãng và thư giãn cho hành khách. Hà Nội là một thị trường mới đối với ANA chúng tôi, cũng như với việc khai thác từ lâu đường bay Hà Nội Narita của nhiều hãng hàng không khác, nhằm mang đến những giá trị thật khác biệt dành cho khách hàng, đồng thời tạo lập được lợi thế cạnh tranh. ANA đã quyết định giới thiệu siêu máy bay Boeing 787 trên đường bay mới Hà Nội Haneda ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng trên chuyến bay Tokyo Việt Nam. Việc sử dụng Boeing 787 trên chặng bay Hà Nội Tokyo Haneda với tần suất đều đặn một chuyến một ngày cũng cho thấy sự phát triển của hãng hàng không Việt Nam đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các hãng hàng không quốc tế. Từ sau sự kiện này, người ta hoàn toàn có thể chờ đợi sự xuất hiện của nhiều hơn các loại máy bay cỡ lớn trên đường bay Việt Nam.